Đây. Dính rồi. Wow, quá ngon. Dính nào. Dính rồi. Thống làm hai con rất mắc kêu hả? Hai con, wow. Dính chưa con? Có được con nào không? Con rồi. Đâu? Con đâu? Chuột này, chuột mập dữ trời. Chuột này là chuột nái à. Wow, quá đã luôn ha. Đông vui. À. Thấy rồi. Chuyện gì xảy ra? Đó. Chụp. Hay quá. Chính đâu? Chưa chính nữa. Đứng gần không vừa chụp hả? Dính rồi. Dính rồi. Hay quá ta. Hay quá rồi. Wow. Hay quá. Ôi, nữa đây. Wow. Trời bự vậy, giấy luôn. À, đã quá. Đây con nè. Ồ, chuột giấy luôn hả? Giấy luôn. Quá trời đã luôn. Mấy con rồi. Ôi, nguyên một cọng luôn. Ôi, đã dữ trời. Nguyên một cọng luôn. Đó, có chục con luôn. Nhiều dữ vậy ta. Đã quá trời đã luôn. Cái này chiều về là nướng là mấy thùng bia rồi. Đã luôn. Cái này là luống cối các bạn nha. Luống cối thì khả năng rất nhiều. Luống cối không có hả? Mệt quá cả nhà ơi. Ôi, đó, được mấy em vậy là nhậu được rồi. Lúc cuối rồi mà không có luôn ha. Rồi xong phim. Ô em 18 luôn không anh? Nguyên đồng này em 18 hết luôn rồi. Dạ. Cái giá cũng vậy hả anh? À đó. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân giải trí miền Tây ra cánh đồng, mà hầu như ở đây cả xóm kéo ra đồng để làm điều này. Mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân giải trí miền Tây để tìm hiểu, xin mời. Hay quá. Ô. Đã quá trời đã. Anh nghĩ là có trong rừng tràm nó ra không? Có đó. Có hả? Bà con ở đây, ở là cái khu kia người ta nói là trong mấy cái đất mà trống á. Nó ra nhiều lắm. Hả? Ở trên đầu này thì giấu chân chuột nhiều lắm. Ha ha ha.
trên những cánh đồng. Số lượng bà con quá đông. Núp rồi hả? Trốn rồi hả? Trốn rồi. Cắt ngồi sao nó xéo xẹo vậy ta? Xéo xẹo chỗ này. Máy chạy tới, chuột chạy ra, máy chạy tới thì chuột chạy ra. Một cái máy thì cắt nhanh trước các bạn nhé, cắt nhanh trước, một máy sẽ phụ sau, cứ như vậy. Mùa này thì hè thu bắt được dính chưa con? Có được con nào không? Con rồi. Đâu con đâu? Ở để trong kia hả? Hay quá. Rồi tiếp tục qua một cái khu vực mới các bạn nhé, để vào máy cùng mới. Rất là vui. Chạy lên kia rồi. Phấn khởi các bạn.
thì tình hình là bà con ở đây đa phần cái lúa mà các bạn thấy được OM18 như thế này, cái mã như thế này thì nó không dưới tầm 700 ăn lên các bạn, 800. Như vậy là nó đã ok lắm với bà con ở cái vùng này. Bởi ở đây bà con thường á bán cái mức giá khoảng 7.400 trở lên, ở đây là bán 7.600 các bạn nhé, 7.400 ăn lên là đã ok lắm rồi đó. Và đây các bạn, mình sẽ đi về cái khu vực mà được cho là chuột rất nhiều, bởi vì các anh em đây tập trung ở đây rất là nhiều người đang đi bắt chuột. Ha, rất là vui như thế này. Rất là vui, rất là vui. Đâu rồi, đứa con hả? Con à? Đâu ra cho anh mượn. Quá trời mập luôn hả? Ôi dạ. Ồ, chuột này, chuột mập dữ trời. Chuột này là chuột nái à. Wow, quá đã luôn ha. Anh đã cảm ơn. Chung ở đây đông lắm các bạn ơi, vui á, mùa hè thu này à, mùa hè cho nên các bạn học sinh á ta nghỉ rất là nhiều, không có đi học á, và ra đồng chơi hả, ra đồng chơi. Ở đây được mấy con? Đây được mấy con chưa hả? Chưa có con nào luôn. Chưa có con nào. Chút xíu nữa có. Vui quá. Giải trí miền Tây. Con tên gì? Nguyễn Thái Dương. Nó nhảy xuống kinh là thua luôn rồi. Vui à. Ở đâu không biết nha, ở tùy theo nơi, tùy theo chỗ, cái giá cả khác nhau cũng như chúng thất khác nhau. Ở đây là trà luộc, cũng là ở khu vực Vĩnh Môn các bạn ha. Môn rất là vui.
Đó con gì bay ra kìa. Đó, dính con gì nó bay ra kìa. Chụp dính liền. Ủa sao hay trời. À, hay vậy mà dính được ha. Ủa chưa dính nữa. Nó chui á các bạn nha. Nó chui xuống rơm. Và bà con mấy anh này mới bắt đó. À, ốc cao chằng nghịch gì đó. Dính không, dính không. Nó chưa chạy được đâu. Trốn ở đâu đó rồi. Hay quá, trốn mất tiêu luôn rồi. Rất là vui như vậy. Chưa bắt được các bạn nha. Lỗi rồi chạy mất tiêu luôn rồi, vô đó vô bờ rồi không bắt được đâu. Hay quá ha, đi hay ghê ha, lẹ kinh liệt, không bắt được đâu, vô đó rồi thua. À, cái này là lúa cuối nè, cái này là chạy chuột ra nè, khả năng là vậy. Cái vụ đông xuân này là các em nhỏ rất là đông, bởi vì nghỉ hè. À đây, một em nhỏ này sao bự quá. Trời ơi, trời ơi. Nó lủi nè. Chạy đi. Nấp xuống liền, hay thiệt chứ. Chuột nhiều. Và để xem thử là như thế nào. Đó. Các bạn này là chuyên đi bắt chuột rồi bắt ong. Đó. Cũng có quay lại để mọi người xem. Đây là đội thanh niên chuyên bắt chuột rồi bắt ong. Trên đồng rất là nên thơ, rất là đẹp, rất là vui. Ừ, vậy mà bay được á. Này dí ở đây đi. Kệ đi. Giờ không nghe điện thoại nữa, giờ tập trung. Chuyện ngon. Bức xúc bà con bị vấn đề chuột nhiều bởi những cái khu đất hoang, gọi là hoang nhưng mà không phải, khu đất mà người ta mua để kinh doanh, người ta không có người làm, chuột vào để sinh sôi trong đó và nó phá hoại mùa màng của bà con các bạn ha. Đó là cái vấn đề ở đây. Đây cái cảnh rất là quen thuộc, đó là những chiếc máy, chiếc máy cắt
được chuột là các bạn dí dí chạy ào ào như thế này, rất là đông. Lũi hả? Trời ơi, hay ghê ha. Cái chuột này hay thiệt chứ. Đâu dễ ăn nó đâu. Ăn thịt nó mà nó đâu có cho ăn. Con nào cũng vậy thôi. Ăn thịt nó đâu có cho ăn. Hai con. Cùng này chuột cơm như này rất nhiều à. Chuột cơm như đây số lượng người khủng khiếp. Có ăn chắc chưa? Chưa dạ à, chưa quá trời luôn hả? Trên đồng thì trốn chuột nó trốn mấy anh em bư ra. Đó chạy trốn hết. Rồi lụm luôn, hay hả? Bắt được rồi. Được rồi, con chuột bự quá. Số lượng anh em quá trời đông. Chạy ra. Đúng rồi, còn vô có nhiều chuột mà quá đông luôn. Wow, chạy. Wow, chạy qua kia. Quá trời, tứ tán hết rồi. Tứ tán hết. Nó trốn hết trơn vậy ha. Hay ghê á, cuối cùng cũng bắt được.
này là sưu tầm. Đó 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 đó. Rồi chạy đâu chạy đâu. À cho coi kìa, cho coi. Wow. Lạ quá. Trốn hả? Hay quá. Dính lên nè, dính lên nè. Đó, quá trời đông, trời nhiều luôn. Đó. Kéo đó, không có chạy ngon đó. Đó, vô miếng khác rồi. Quá chừng. Vui ơi là vui các bạn nha. Ở đây bạn này cũng mới bắt được con nữa nè. Nguyên cái gọng luôn. Quá trời đông người. Cánh đồng này tiếp theo là cũng OM18 các bạn. Thì cái OM18 này ở đây giá là 7.600 mua chung. Mùa này bà con được một cái lợi, đó là người ta không có lên xuống nhiều như mùa đông xuân, đỡ được cái vấn đề đau đầu về giá cả các bạn. Này đỡ hơn. Và cái lúa thì nó không trúng bằng mùa đông xuân, nhưng nó cũng nằm mức thấp nhất các bạn. Thì tùy theo nơi nha. Ở đây là mình nói ở cái khu Trà Luộc, ở cái khu Ô Môn. Ô Môn thì cái phần ở phía trong 922 thì cái lúa nó khoảng 750-800 ăn lên đó các bạn ha, 750-800 ký á. Còn những nơi khác giống như Ô Môn mà gần chợ Ô Môn thì lúa nó sẽ nó không bằng các bạn, thấp hơn. Tức là có bà con nói là có chỉ có 400-500 ký thôi các bạn ha, thấp. Ở đây thì được 700 ăn lên thì rất là tuyệt vời rồi. Và cái giá 7.600 thì bà con cũng còn lời các bạn ha. Lời một khoảng, nếu tính lại thì khoảng hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Nhiều không được nhưng mà hơn 2 triệu là cũng thấy ổn các bạn. Ha.
hơn 2 triệu là cũng đã ổn rồi. Lúa thì OM18 rất là đẹp. Có điều là hạt nó hơi mạnh cho nên là nó không có được nặng ký. Ủa bây giờ này vô gì anh? Cái này giống giống OM18 luôn không ạ? Cái này ở đây giờ mình lấy cọc chưa anh? Chưa. Ủa chưa lấy cọc hả? Ủa cái này là mấy ngày nữa cắt rồi chưa hả? Mà cắt ba ở cọ mới ở sớm này nó vậy đó. Nó đợi chừng nào gần tới mới mốt cắt mới đưa. Còn không đưa thì rồi mới mốt cắt luôn. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao cái này là còn khoảng hơn tuần nữa ha? 10 ngày hơn nữa là cắt rồi nè. OM18 bữa nay giá ở ngoài thì nó cỡ 7.600 tới 8.000, không biết ở đây bán được nhiều. Dễ gì ở bên nó mới có tổng giá nguyên ở mới có 7.000 mấy, 7.200. 7.200 hả? 7.200 là thấp hơn thị trường nha. Thì thấp hơn thì chợ với vòng cò nó ép giờ nào không được. Rồi vậy là mình chưa có lấy cọc và nó cũng chưa nói gì. Chưa nói gì hết. Mấy nó ấy thì nó mới bỏ cọc cho mình, còn này nó chưa bỏ chưa ấy gì hết. Ủa vậy rồi tới cái ngày nếu mà nó nói giá thấp quá rồi mình làm sao ta? Đâu được, mấy mà gần tới mà ấy thì mình không bán nữa. Có người xe cua không? Có cò xe cua không? Mình quăng đi kiếm chứ sao vậy? Ở đây thì có hai thằng cò hả? Tại vì là năm nay nó có một cái xu hướng là tới ngày á, còn vài ngày nữa nó nói giá rồi nó trả tiền luôn, giống như là nó bỏ cọc luôn cho anh. Như vậy thì mình có sợ là nó làm cái chiêu đó là cuối cùng nó ép giá không? Không, nó nói thấp quá. Theo bây giờ như mình ở đây mình biết ở giá cả vậy đó, thì giờ nó thấp chừng ít vậy thôi chứ đâu có ấy nhiều được. Chỉ tại giờ người ta là 7.700 đặt vô. Dạ. Rồi giờ thì cái đó thì nó bớt 100 bạc thôi chứ không lẽ bớt bao nhiêu nữa. Đúng rồi, OM18 thì ở trong giặc kia là 7.700. Ừ. Đúng không? Bây giờ ở cái thời điểm này cái giá nó là 7.700. Ừ. Nhưng mà ở đây thì không nghe nó nói gì giá cả luôn hả? Chưa. Không có gì hết. Thôi. Cho hàng năm là lấy nó đi bỏ cọc nó nói rồi mấy cò ấy mấy nha, mấy cò đang mấy cắt á là nó đi dài nó bỏ cọc hết rồi mà giờ nó thấy. Bởi vì hồi mấy năm trước á là nó bỏ cọc rồi tới rồi lên xuống rồi này kia đó. Nó bớt. Trời mẹ ra vậy tại giờ ấy đó lúa sụp xuống. Rồi đó thì nó lại kiểu dân mình nè bớt nó 100-200 đồng. Còn miễn mà lúa lên thì nó thịt nó ăn. Bây giờ nó có cách ở ngoài kia nữa là thí dụ là bỏ anh 7.700 đi. Rồi lên xuống 100, tức là cái vùng ở ngoài Cần Thơ á lên xuống 100 tức là sao? Tức là nếu mà lên á cái giá nó lên hơn 7.700 thì nó trả anh thêm 100 nữa là 7.800. Cái này nó đâu có. Không có vậy hả? Không. Miễn mà lúa lên thì nó hưởng, còn miễn mà lúa sụp á thì nó chạy lên nó kêu ruộng mình bớt. Còn mấy nó bỏ cọc. Đó, nó chơi mặn đó đó. Nhưng mà bây giờ nó không có bỏ cọc trước, lấy gì cọc đâu nó bỏ? Không, thì hầu từ đầu vụ mấy năm nay tới giờ rồi đó giờ. Còn dạ. Như đợt này thì nó chưa có đem nè, nó chưa có lợi nè, nó chưa có đưa. Năm nay là nó rút kinh nghiệm của những cái mùa mấy trước. Năm trước. Ừ. Nhưng mà nó sẽ có một cái cách đó là đây giờ, giống như lúa của anh giờ còn 10 ngày nữa phải không? Ừ. Nè lúa này rất là đẹp phải không? Nhưng mà bây giờ nó không lại nói giá cả gì hết trơn. Tới đó nó ok một cái. Ví dụ như bây giờ là giá thị trường là 7.700, nó nói với anh là 7.300, 7.400. Anh không bán gục. Thì đó thì vậy đó. Tại vì giờ là máy cắt đồ này kia của nó hết. Của nó hết rồi. Anh bán cho nó thì anh được ưu thế. Còn anh không bán cho nó, anh chạy đi kiếm được cò khác không? Thì đi kiếm cũng chẳng ai chứ không phải dễ đó. Ở đây nó bỏ máy chặn rồi, cũng có 2-3 đợt rồi. Đó. À vậy là ở đây nó bỏ rồi anh cũng đi kiếm cò khác mấy lần rồi hả? Đi kiếm chỗ khác ai vô. Rồi. Nhưng mà cái chuyện đó thì đợt hay đợt thôi, rồi mấy thằng cò này sao thì nấu với nó rồi nó ăn nỉ nó ấy, tao nói đụng đỉ mẹ không phải tao đập chết hết với ở đâu mày.
dù đang ở đây cũng vừa phải ấy thôi chứ đâu mà làm quá được. Thì thấy ở cái khu vực này, nhất là ở cái gạch dầu với hồi đợt trước có cái chỗ nào đó mà đánh luôn cò đó. Đấy. Chứ hấu người ta đã làm lúa cực khổ tới mùa tới ấy, nó là dân làm cò nó kiếm tiền thôi. Đất của mình mà không mắc quyền, không còn cái giống gì hết. Rồi hấu có dám tới không? Mất quyền là sao anh? Thì cũng như mình không còn quyền hành gì, đất giờ hồi đó không ạ. Tôi muốn cắt cho bữa nào là tôi kêu máy là phải cắt cho tôi. À. Tôi muốn nhai bữa nào nó phải nhai cho tôi. Dạ. Nó còn cái này mất quyền hết quyền của nó không? À, nó muốn cắt cắt, nó muốn hông hông, nó muốn làm gì làm. Nó... giá khùng nó luôn. Đấy. Nó bây giờ nó hơi rối nè, bây giờ cái lúa của mình bây giờ còn khoảng 10 ngày nữa cắt mà nó không thấy cò lái gì hết trơn thì anh có lo không? thì cũng lo trong bụng, nhưng mà lo thì lo một phần thôi chứ. Thì để thử từ từ cái nó làm sao. Rồi anh có liên hệ thử với nó không? Có, ngày hôm qua anh kia điện rồi. Thì nó nói để ít bữa nữa hả? Đó anh thấy không? Tức là bây giờ còn có 10 ngày nữa mà ít bữa nữa thì nó lúa mình nó sắp chín, nó sắp rụng hết thì mình làm sao? Cũng nôn chứ, em thấy nhiều người ta cũng nôn nóng mà điện thoại cho nó, đôi lúc nó không bắt máy luôn nha. Đó. Cái mùa này là nó sẽ rút kinh nghiệm của những cái mùa khác, nó đi cái chiến lược khác. Anh thấy nó đi cái chiến lược khác phải không? Lúa anh sắp gục là anh ra anh năn nỉ nó đó. Tôi nói là cũng do cái giá lúa, nếu mà cái giá lúa nó được lên cao á thì nó đỡ một chút cho nông dân và nó dễ cắt mà nó dễ mua nữa. Còn cái chuyện mà thôi bây giờ nó đang ị nói lúa lên rồi tới chừng lửa chừng vô vụ cái nó sụp nó là rồi đó, là chết chắc nông dân nữa. Bởi vì ấy rồi cái nó sụp thì nó bỏ nó kéo ngay cái vừa mấy lái giờ đủ mà sụp gấp gì đấy, phải không? Đủ cái khủng khổ nông dân nữa à. Khổ nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái tinh thần trách nhiệm có liên kết với nhau thì đỡ phải không? Còn ví dụ như mà ép nhau rồi muốn hơn thua với nhau thì anh thấy nông dân mình hơi bị khó, hơi bị thiệt. Vậy thì tôi thấy là mẫu là thiệt hết nông dân mình rồi. Hồi xưa bà mẹ dùng máy móc thì máy nhai mấy đồ đó thì tôi muốn kêu ngày nào tôi kêu muốn cắt ngày nào quyết định của tôi, còn bây giờ có quyền có hành gì quyền của cò không à. Đó. Thứ nhất là mình cũng ấm ức là quyền nó muốn làm gì nó làm. Nó muốn làm giờ cho lúa tôi chín vậy tôi muốn cắt bữa nay mà không được. Nó nói là 5-6 ngày nữa nó cũng phải theo thôi. Rồi lúa mình gục mình cũng chịu. Đấy. Rồi gục rụng ngã gì đó cũng phải chịu thôi, thất bát hay gì đó do mình của mình. Chứ nó có dính dắt gì vô. Rồi hơn nữa là giống như bây giờ là mấy ổng là một vô hình dung. Cái này vô hình dung nha, chứ không phải là nó ra mặt mà là một người thì nó mua một cánh đồng vậy á là nó đạp chân với nhau hết rồi. Thì mình đâu có bán được cho người khác ta cũng không lợi mua được nữa. Thì bây giờ đặt cái vụ mình biết, bây giờ dòng ba cò với nhau, giờ nó đạp với nhau, giờ tôi ở đây ba thằng ra ngoài chợ luộc mãi 5-6 thằng môn 3-4 thằng giờ nó đạt, giờ tao quyết định giá vậy đó giờ mua 7,000 không lên nữa đó, thì giờ nó cũng bóp rồi, giờ đi hậu chỗ nào cũng 7,000 vậy, cái gì cũng chết chắc. Cái gì cũng chết chắc là như thế nào anh? Thì cửa nào cũng thua, mấy thằng cò mấy thằng ấy hết vậy đó, chết chắc cái gì nữa, không chết. Giá thì nó cũng quyết định giá quyết định là em thấy nó chết rồi đó. Nổi mà giá thôi cũng chết. Bây giờ đặt cái vụ như ở xí nghiệp hay công ty gì của nhà nước hay của kinh doanh mấy hộ đó đi, giờ cho xuống ở buôn giá ra, giờ là mua lúa đợt này đó là 7,000, bà mẹ tới mấy thằng lái mấy thằng này xuống mua, mấy thằng cò xuống thằng ăn bớt mớn còn 5,000 dạ 7,000 nữa đó. Rồi ở vậy rồi chết dần không, rồi cái số lời đó thì mấy người đó hưởng chia. À, có công ty hưởng mớn, mấy ông doanh nghiệp đó hưởng mới, rồi mấy lấy mùa lúa đó mới, rồi cho ăn cò ăn mới. Đó. Và có một cái vấn đề nữa là lúa nếu mà cắt rồi nó cũng không lấy liền. Phải nằm bữa thứ hai ngủ cho nó khô đi. Khô gì? Nó nhót. Nhót đó. Bây giờ đặt cái vụ tôi cắt liền ha, bây giờ đem ra căng bao 50 kg. Dạ. Chứ để lại bữa sau là mỗi bao gần 1 kg. Nó tôi có thử rồi hết nữa nè. Nó thử rồi luôn hả? Cắt rồi tôi ôm ba tôi đem lên tôi căng liền. Dạ. Nó bỏ xuống đó chắc lại đó, đậy lại ngày mai. Lấy bao đó ra căng lại. Mắc cái. Đó. Đó.
rồi dễ tỉ mịn nhiêu bao đó thì nhiêu thắng rồi tính ra ký, chị biết rồi. Tức là cứ 40 bốn mấy ký là mất 1 ký, 50 ký là mất 1 ký. À, thì tính bao lúa 50 ký hay 40 chuyện bao ăn thua nặng nhẹ. Đó. Nó thì mất 1 ký. Mất 1 ký. Còn cái này OM18 đẹp quá anh ơi, cái nên mã này chắc là cũng nằm hàng 700-800 ký anh ha. Đó, 700. Dạ. Lúa mùa này mà đẹp được vậy luôn rồi nè. Nhưng mà có một điều là ở cái thời điểm gần 10 ngày cắt mà là không có nghe tâm hơi hay là giá cả gì hết, nó chưa có gì hết, mấy trò gì nói tới gì hết. Mình cũng hơi ấn sợ sợ ha anh, lo lo không? Thì cũng lo chứ, cũng ấy tới của mình mà nó không ấy thì cũng lo, cũng sợ, không biết ra sao nữa. Mình có biện pháp khác, giống như những cánh đồng khác là người ta có 3-4 người cò, mình liên kết. Mình chủ động hơn trong cái vấn đề giá cả không anh? Giá cả thì chắc vô phương rồi, không ấy được đâu. Không được hả? Không, là quyền của nó. Thì đã vậy nên nãy tôi cũng nói vậy đó. Ở công ty ở trên đó thì tôi cho ra giá, thì công ty phải lời rồi. Dạ. Giá ở 7.000. Thì xuống đây thì thằng lấy mua lúa mình nè, mấy ghe đó. Dạ. Thì nó đâu có mua tới, năm mấy chứ gì. À. Thì nó hưởng nó lời nữa chứ không lẽ nó mua nó lỗ. Bữa em nghe mấy cái cô ở trong kia nói là mấy ông cò cứ ổng ăn ở không đi đá gà mập lù hả? Tới cái tới cái mùa cái ổng đi đi mua vậy đó mà mấy trăm cả trăm triệu viện năm gì hay là gì đó lận. Họ nói á cái thu nhập nó cao lắm. Vậy chứ đi bây giờ công chỉ xách xe chạy vòng vòng đi lại gì vậy, tỷ ở sớm này thì quen biết rồi. Dạ. Và để tôi cắt này kia thì giờ thôi động lòng hết nguyên sớm một ở đây một khu vực gì đó, mình nói khu vực đi, giờ động lòng cắt bán cho nó thì mình phải bán, phải đưa cho nó thôi. Dạ. Để giờ mình chổi giờ thôi, ta không bán mày mình lên mình cũng không được. Dạ. Rồi hết sớm bán cho nó rồi tới không có liên kết được với ai anh hả? Thì nguyên sớm mà ông bán rồi đó thì đó thì giờ nó chịu trách nhiệm, nó chịu ấy chịu bắt rồi nó quyết định ngày rồi giá cả rồi tới ngày nó cắt sớm cắt trễ gì mình cũng chấp nhận hết luôn, nó quyết định luôn. Bây giờ nó nói một ngày là tới chỉ thị còn 5 ngày nữa là mới cắt được, nó nói là 50 ngày nữa mới cắt, nó quyết định luôn chứ mình đâu quyết định nào ngày mới cắt cái tao được không, dễ vậy đó. Thực ra trong lòng của nông dân của mình mấy người em cũng có hỏi thăm thử là người ta cũng khó chịu vấn đề này lắm mà mình chưa có cái cách để mình giải quyết. Có cách nào vậy? Còn bây giờ nó đang nghiên cứu và nó đang thực hiện cái cách của nó là nó gần tới chính là nó mới vô nói với anh giá cả luôn đó, anh thấy là cái cách nó thay đổi rồi đó thấy không? So với cái năm trước, trước rồi. Mấy năm trước thì mới giờ nhiều khi mới chủ. Dạ. Bây giờ nó nói ấy cọc không? Đó. Rồi giờ giá vậy đó. Dạ. Thị trường ra giá vậy đó, giờ lấy cao không rồi đồng lòng thì lấy đó. Còn tới bây giờ thì tới thời điểm này thì chưa nữa. Thì theo anh biết rồi đó, là nó đạp chân cánh đồng này cánh đồng kia, nó muốn hạ giá mình là như thế nào cũng được. Đó. Như vậy là anh có sợ là cứ càng ngày nó càng hạ giá xuống và tới lúa mình gần gục và nó hạ giá và nó mua cái giá thấp cho mình không? Điều đó cũng có chứ sao không, nhưng mà giờ mình nói sao được, lực pháp nhà nước rồi, giờ đủ mà tôi ra lệnh đi thử coi tôi hoặc mấy con cò này rồi, bây giờ tôi nói cái giá ở cái địa phương này lúa giờ của công ty của nhà nước ra cái giá gì đó, là phải vậy đi. Còn này đủ nhà nước cũng không đút vô nấu được, rồi không gì được hết rồi làm sao. Vậy là năm nay giống như là nó không cọc luôn cho mình anh hả? Không, chừng nào đó, chừng gần tới đó, ở giờ nói nó mua 7.000 hay 5.000 gì đó rồi đó thì cắt bán. Vậy đó sao vậy? Nó không cọc luôn. Bởi vì nó cọc rồi nó chặn chưa giống như năm rồi. Này kia nữa rồi giờ nó cứ bây giờ mà điện nó nói ít bữa thì thấy ít bữa nó cắt rồi còn đâu nữa. Đó. Chính vì đó là bây giờ nếu không cọc tới đó mình cũng không làm được gì nó. Làm gì giờ? Bây giờ có cọc cũng không làm được gì nó luôn. Tôi nói thẳng. Mấy đợt rồi đó nó để cọc. Nó bỏ, nó đâu ngủ bỏ mình. Bây giờ mình mỗi một công nó bỏ chừng 500.000. Dạ. Nó rồi ông mấy công thì nó bỏ bằng tính ra mấy triệu vậy rồi. Nó nhiều khi không có nữa. Năm công lắc bỏ chừng 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu là dữ lắm. Đúng rồi, em nghe nói có 100-200 ngàn không có làm được gì hết trơn. Làm gì bây giờ? Nó nói giờ mãi đi không ai nó bỏ cọc thì nó có nhiều tiền cọc của nó đâu. Dạ. Còn miễn có lời thì nó nín hốt nó ăn.
còn miếng ấy thì đó nó bỏ dùm có mấy triệu bạc, cũng như nó lỗ chút ít vậy nó thôi, chứ để mà hốt luôn nguyên mấy chục ngàn tấn lúa này là lỗ nhiều nữa rồi. Đặt ví dụ vậy, tức là khi nó bỏ cọc cho mình là đã tính toán từ đầu rồi. Trời ơi, thì nó đã biết trước, nó tính rồi, lời lỗ nó tính bao nhiêu nó ra hết được tội gì nữa. Nó tính là nó tính cái cách là để nó bỏ cọc luôn đó. Nếu mà mình mà cậu ơi, nó có nguồn mình nó bỏ cho mình ăn công 2-3 triệu không đó, thì bỏ vậy nó đã tính rồi, bỏ ông 4-5 công bỏ ông chừng 1 triệu, 1.5 triệu đó rồi. Nhưng nhiêu tiền, nhưng mà thà có bỏ, còn năm nay nó không bỏ luôn thì mình làm sao ta? Và nó không nói gì tới luôn. Tức là bây giờ tình hình bà con cũng rất là căng thẳng anh. Em đi hỏi là bà con cũng rất là căng thẳng. Mấy năm trước là mới xả xuống vài ngày là nó xuống nó lấy cọc đồ hay là nó nói này nói kia rồi. Còn bây giờ là lặn hâm luôn tới gần 10 ngày nữa cắt mà không thấy cò lái gì hết. Cái này bà con hồi hộp đó, không biết anh có hồi hộp không, không biết à. Đó. Giờ hậu gì thì tới đó đi, rồi nó ra giá rẻ thì mình cũng phải bán thôi chứ có gì đâu. Thì biết chắc chắn là giá nó sụt rồi đó. Chứ giờ hậu gì nó cũng phải, mấy thằng cò nó cũng kiếm ăn. Rồi mấy thằng lấy mua lúa, mấy thằng mua thì nó cũng kiếm ăn, nó kiếm lời. Bây giờ tới thời điểm này rồi, giờ lúa rẻ đó tôi mua 2.5 một ký đó, mấy ông bán không? Giờ dân này thì phải chịu thôi, bán 2.000 mấy cũng được nữa. Phải chịu lỗ thôi, có gì hơn người ta được. Không có hơn được. Có biện pháp nào đâu mà ông làm hơn của mấy con cò, mấy con kia lúa. Chỉ có khổ hơn thôi. Chỉ là nông dân là chỉ khổ thôi chứ không có cái gì mà hơn nữa. Còn đút vô á, bây giờ nấu ra luật pháp nhà nước có làm được không, có ấy được không? Nó chưa làm được anh hả? Chừng nào nhà nước mà lo cho nhân dân mà từ miếng lúa này bán xuất khẩu thì lo làm sao có được đâu. Chừng nào có. Chưa làm được. Nó gào gào chứ có làm gì được. Đó. Bởi nông dân mình còn nhiều cái khổ lắm. Trời ơi, còn chấp đôi hoài tới phải. Hồi đó tới giờ tôi nói thiệt, phải mà làm ruộng hồi đó tới giờ mà nó có được, nó có ấy là dân mình đâu nghèo. Dạ. Giàu mẹ nó hết rồi, tôi nói thiệt. Thì cũng vì thủ ba cái lúa này nó khổ nghèo, bởi dân đen, dân hay lúa kêu hoài đó không biết sao. Gọi là dân thường phải không? Riết rồi đặt lúa hồi lần đó đặt dân thường dân đen đó, rồi giờ tới một thời gian tới lúa xạ lúa 504 nó kêu 504 đó. 504 rồi giờ nó tới đổ ra giống khác thì hết kêu rồi tới tôi em 18 rồi nè. Bữa nay anh đi làm cỏ hay gì? Đi làm cỏ đó, cuối vụ rồi coi cỏ rồi đi làm đi ấy đồ cho rầu cái đặng chuẩn bị đặng cắt đồ được rầu cái lo xạ đó. Dạ. Nữa làm không kịp lo trước làm trước cứ quay quần vậy thì cái vòng có nhiêu hoài đó. Thì theo anh á là cái mức cái như lúa OM 18 này á là ở trong kia người ta mua là 7.700 nhưng mà ở đây thì chưa nghe giá ha, anh không nghe giá cò nói chưa, nhưng mà nếu mà nó bán nó mua nó lấy cho mình cái giá khoảng 7.500 ha, 7.600 gì thì hay là 7.700 gì thì cái giá đó mình có ổn không anh ở cái vụ này? Thì tôi thấy ổn không ổn gì anh cua nó. Ý em nói là anh bỏ chi phí đồ ra đó nó còn lời không á? Lời á hả? Làm sao mà lời được có bao nhiêu? Bây giờ hỏi thuốc đi, chai thuốc sâu thôi, tôi không nói thuốc bệnh hay thuốc này kia, chai thuốc buông ra cái lượm 100 mấy. Dạ. Nó rồi tính coi ra nhiều vả lúa rồi. Mà một lần xịt là bao nhiêu chai lận? Đúng không? Chứ đâu phải một chai. Mình biết đường đâu nói. Đó. Lỡ lúa từ xạ từ một ngày lên rồi bắt đầu đặt thí dụ nó có sâu phao hay sâu bù lạch thì nó ăn để đem mua xịt, rồi nhiều khi thì sợ ăn đợt xịt 3-4 lần 2-3 lần có biết được không nấu đó. Còn cái chi phí của mình ghi vô tiền thuốc trong đó đó. Dạ. Và phân đó thì mỗi một công vô tôi nói thiệt ấy là từ nhẹ nhất đó là từ 2 triệu. Dạ. Mỗi một công chi phí vô là tính phân với thuốc thôi nha, phân thuốc thôi đó, phải mà tính từ giống rồi tiền sới rồi tiền này tiền cắt tiền nọ không có tính nha. Dạ. Rồi đó thử là có lợi không? Nếu mà bán ở cái giá này mà 800 ký, 700 chứ lúa 700 đúng rồi, khoảng 700 thì được. 700 thì được chứ ông nào nói 800 tôi đi đo đắt không dư. Dạ. Thì nếu vậy thì ra nếu mà trừ chi phí ở trong kia mấy cô nói là khoảng còn khoảng được 1 triệu, ngoài 2 triệu. Chịu ngoài 2 triệu là công sức của mình nó lỗ luôn anh hả? Cái công đi làm xịt thuốc rồi đi làm đó, chứ còn miễn mà không có công nhà thì mướn luôn đó, rồi tính đi rồi tiền sới rồi tiền lúa giống rồi tiền này tiền nọ đó đi rồi thử có đủ không. Nhưng mà cái vụ mùa này á
là thương lái nó gây áp lực cho bà con nông dân mình ở cái chỗ là nó không có vô, nó trả giá luôn. Đó là cái tình hình nó gây áp lực, đúng không anh? Cái áp lực đó thì để cuối là nó sẽ trả bao nhiêu, mình phải bán bao nhiêu, giống như anh nói nãy đó. Ừ, thì đó vậy đó, tới chừng gần tới ít ngày nữa tới cắt đó, nó lại nó nói giờ giá lúa nó sụt rồi anh ơi, nó giờ giá mua gì đó, nguyên cái động mình nó mua gì đó, anh ta đồng ý đó anh bán không? Dạ. Còn lẽ còn mình nên anh không bán, người ta bán hết anh không bán, anh để anh cắt nhà được sao, phải không? Đó. Nó thì bắt buộc phải bán, phải chịu, rẻ mắc gì cũng phải thua. Đó. Thì tôi nói đó, cái gì cũng phải thua rồi. Đó là cái cách mới của cò lái gây áp lực cho bà con nông dân của mình. Chính vì những cái vụ trước là mình lấy cọc trước thì nó còn mình còn làm khó làm dễ nó được. Còn bây giờ mình không lấy cọc trước nữa, rồi nó đã quyết tâm là nó mua chung với nhau ở cái giá đó thì mình chấp nhận phải bán. Mà ngay cái thời điểm là lúa mình sắp gục nữa thì ngay cái đó thì thôi chết luôn rồi. Thì bây giờ tôi nói thiệt, cái lấy cọc là lấy cho nó có cái lẻ, nó để lấy vậy thôi. Chứ giờ nó đưa cho anh đặt cái vụ 2 triệu, tới đó gần tới cắt lúa lại nó lúa sụt anh đây phải bớt mẫu một tấn vậy là chỉ tỷ 100-200 ngàn cái đồng. Dạ. Đó. Rồi tôi cắt. Đó. Rồi mấy ông chịu thì thôi, nó bỏ cọc đó, nó nói vậy đó, rồi lấy cọc cũng như không chứ coi gì. Vậy là cái cách mới của cò lái là tạo áp lực cho bà con nông dân trong cuối vụ rồi. Cái cách này rất là hay. Không vậy mà không lấy, tôi thấy cũng vậy. Bây giờ anh lấy đi lúa lên thì nó đánh thình nó ăn phải không? Dạ. Đó, lỡ lúa sụp nó biểu mình bớt. Nó mình bớt thì nó lấy, nó cắt lên nó lấy lúa. Còn không thì rồi nó bỏ. Đó. Thì đó vậy cũng như không à, chứ có gì đâu. Cái tôi nào cái gì nông dân cũng phải chịu hết, chịu hẹp hết. Cái nào cũng chết hết. Đấy, bây giờ anh lấy cũng vậy mà anh không lấy cũng vậy đó. Còn là hồi xưa mình nói mình lấy, đặng nữa nó bỏ mình được lời 1 triệu với 2 đó, đặt cái vụ vậy. Dạ. Phải không? Còn bây giờ giá 1 triệu với 2 đó nhầm gì. Nó bỏ tuốt luôn mà tới chừng nó bớt vậy đó. Rồi hỏi ta làm gì nó. Một mùa vụ của mình là biết bao nhiêu công sức mà đâu có 1 triệu 2 triệu bạc, nó nhầm gì. Có nhầm gì, bây giờ tôi hỏi một công để tính ra ấy đi. Thằng mắc, thuốc mắc, rồi công gì cũng mắc hết. Nó rồi lúa thì ghê. Nó rồi bán ra. Rồi đó, rồi giờ chi phí lại rồi hết mẹ nó còn đách gì đâu mà nói lợi 1 triệu 2 triệu đó, 1 triệu bạc 2 triệu đó nhầm gì. Mà nấu công mà làm 3 tháng trời. Đó, có ra bao nhiêu công sức chẳng? Lời là lời cái lỡ chân lỡ cẳng hả? À, lời mua thuốc uống hả? Cái ấy làm đó. Mua thuốc uống. Công sức. À, với xịt ba thuốc kiếp ăn thử vô đừng dính đồng tư á. Đó. Lời cái đó đó. Cái đó là. Cái này ở mình là xã gì anh? Cái này của Định Môn. À, xã Định Môn, huyện Hóc Môn rồi. Huyện Cờ Đỏ. Huyện Thái Lai. Xã Định Môn, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Đó. Còn giặt đất bên đó thì của phường Trường Lạc. Trường Lạc. Trường Lạc hình như em nghe nói cái giá nó ổn định hơn bên Định Môn này anh hả? Không biết, bởi vì ở giặt ngoài hợp dài không có đi ngoài cũng không có hỏi nữa. Mà dưới giờ cái diệu lên bờ nhiều rồi ít rồi cũng không có đi hỏi không ấy. Dạ. Rồi thôi đi vô tắm rửa cho khỏe đi anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ anh mà bữa nay em biết được cái tình hình bà con của mình ở khu vực này là thương lái chưa có nói gì hết luôn. Chưa có đá động gì hết luôn. Để đây là cái vấn đề mà nhiều bà con người ta nói lắm chứ không phải mình anh. Là bây giờ là mấy bà con kia nói là cái cách của thương lái mùa này nó sẽ đổi chiến lược, gọi là chiến lược tạo áp lực cho cái bà con nông dân của mình bằng cách là cuối vụ sắp chín nó vô nó nói cái là mình phải chấp nhận cái giá. Sẽ vậy. Thì ra bây giờ nó không thèm nấu trước rồi, giá giờ nấu cái độ ngoài 7-8 ngàn chở 9-10 ngàn có nấu đi rồi gần tới đó vợ lại nó mua 5.5 đó. Rồi đó bán không? Mà nó đã đạp dò hết rồi. Bây giờ cát đi hỏi dập cò với nhau đạp nhau hết. Chứ đâu phải ngu mình nên tôi làm gì ai bán tôi. Rồi đúng. anh mua mắc anh cao hơn rồi bán anh hết sao? Rồi tôi ăn cái gì? Thấy không? Thì phải đạp nhau ở bằng giá đó hết. Dân chịu chứ nó có lỗ bạc nào đâu nó lo. Lại nữa rồi. Coi như là cái chiến lược này nó cũng suy nghĩ dữ lắm đó anh. Nó cũng tìm đường tính kế dữ lắm luôn đó. Anh thấy năm rồi thì khác, năm nay bắt đầu nó tạo cái áp lực cho bà con cái chiến lược mới nè. Rồi em cảm ơn anh nhiều ha. Anh thứ mấy? Hả? Anh thứ mấy rồi em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh hai. Lúa quá đã luôn rồi nhưng mà tình hình này thì cũng hơi bị đau đầu một xíu. Quá trời đẹp luôn nè. Lúa
sáng thật chơi mà ngạt như vậy. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ha. À, hai dạ các bạn ha, đây các bạn, một cái xe lúa chở rất nhiều như thế này và người ta có thể vượt lên những cái mẫu đi lên những con đê là chuyện rất là bình thường các bạn. Có điều nếu đi cao thì ta đi chậm hơn đó. Mình nhìn thấy nó cũng hiu ha các bạn, nhưng mà không sao hết trơn, người ta chạy rất là ok đó. Rất là thả như thế này. Ôi, xong rồi phải không? Xong rồi à. Đó. Thì đây là người ta xuống dưới cái đầu biển rồi, người ta sẽ chất xuống các bạn nha. Cứ như vậy thôi để có khả năng là tối nay là sẽ cân luôn các bạn, người ta khỏi ngủ giữ lại á. Ở đây thì người ta tập kết rất là nhiều luôn, các bạn thấy dài dài ở đằng kia ha, cứ xong ở trên đồng thì người ta sẽ chạy xuống ở dưới khu vực đầu biên, có cái kênh rất là lớn để ghe có thể vào được các bạn. Thì ghe thường ở đây ghe dựa vào lấy thì nó khoảng tầm 30 tấn, 20 mấy tấn, 30 tấn các bạn nha. Chính vì đó chạy vào trong cái kênh như thế này vẫn ok, vẫn được các bạn. Lúa đẹp, lúa quá đẹp nè. Tuy rằng nó cũng có, dĩ nhiên rồi nó phải có lộn lộn, nhưng mà nó cái này cũng đẹp nè. Ổn. Về Đồng Tháp hả chị? Về Đồng Tháp luôn. Dạ. Bây giờ cảnh lúa rất là đẹp, rất là đông, rất là nhiều luôn ha các bạn ha. Rất là đông vui. Ở dưới sông thì ghe nhiều, ghe lắm, khoảng là 4-5 ghe nha, xa xa đằng kia như vậy. Và trên bờ thì bà con chất lúa dài dài hết để xuống ghe như thế này. Đây là khu vực Bình Yên ở Ô Môn các bạn nha. Tiếp tục cần xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.